Con người đã mơ về vũ trụ từ rất lâu rồi, lâu hơn cả khoa học. Ngay từ khi chưa biết điện là gì, chưa hiểu trọng lực ra sao, con người đã ngước lên bầu trời và nghĩ rằng, ở trên đó chắc chắn có thứ gì đó rất khác mình. Người cổ đại nhìn lên trời và thấy các vì sao, họ không nghĩ đó là những khối cầu khí nóng cách xa hàng triệu cây số. Họ nghĩ đó là thần linh, là thế giới khác, là nơi con người không được phép đặt chân tới. Trời cao đồng nghĩa với một vùng cấm, đất thấp mới là chỗ ở của con người. Thế nên trong suốt hàng nghìn năm, bầu trời chỉ để ngắm, không ai dám nghĩ đến chuyện bay lên đó, chứ đừng nói là rời khỏi trái đất. Chỉ khi khoa học phát triển, khi con người bắt đầu đo được khoảng cách, tính được lực hút, hiểu được chuyển động, thì một ý nghĩa rất nguy hiểm mới xuất hiện. Nếu bầu trời không phải của thần linh, thì liệu mình có thể lên đó hay không? Câu hỏi đó chính là mầm mống của những chuyến bay lịch sử sau này. Nếu không có chiến tranh lạnh, rất có thể con người vẫn sẽ bay vào vũ trụ, nhưng chắc chắn chậm hơn nhiều. Chính sự đối đầu giữa hai khối quyền lực đã đẩy khoa học đi với tốc độ chóng mặt. Sau Thế chiến thứ hai, thế giới chia làm hai cực rất rõ. Một bên là Mỹ và phương Tây, một bên là Liên Xô. Hai bên không đương đầu trực tiếp, nhưng luôn tìm cách chứng minh rằng ta vượt trội hơn bên kia. Và không có sân khấu nào hoành tráng hơn vũ trụ. Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người. Khi Sputnik bay trên đầu nước Mỹ, cả xã hội Mỹ rơi vào trạng thái hoảng loạn nhẹ. Lần đầu tiên họ nhận ra bầu trời không còn an toàn tuyệt đối nữa. Và từ khoảnh khắc đó, câu hỏi trở nên rất cụ thể. Ai sẽ đưa con người lên trước? Điều rất hay ở câu chuyện này, người đầu tiên bay vào vũ trụ không phải thiên tài khoa học, không phải kỹ sư trưởng, cũng không phải là một siêu nhân. Và Liên Xô đã thành công trong việc đưa con người lên trước. Người này tên là Gagarin. Gagarin sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ gắn vó với đói kém và chiến tranh. Ông học nghề rồi trở thành phi công quân sự, một công việc nguy hiểm nhưng hoàn toàn không hiếm trong quân đội Liên Xô lúc đó. Thứ khiến Gagarin được chọn không phải vì ông giỏi hơn tất cả, mà vì ông phù hợp nhất với một nhiệm vụ mà chưa ai biết sẽ ra sao. Ông thấp người, gọn gàng, vừa vặn với khoang tàu chật chội như một hộp sắt. Thể lực tốt, quan trọng hơn cả là tâm lý cực kỳ ổn định. Trong các bài kiểm tra cô lập nhiều ngày, khi nhiều người bắt đầu cáu gắt, hoảng loạn, thì Gagarin vẫn bình thản, thậm chí còn kể chuyện cười. Các nhà khoa học nhìn ông và nghĩ, nếu có ai đó không hoảng loạn khi bị ném vào không gian vô tận, thì đó chính là người này, đó chính là Gagarin. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, tại bãi phóng Baikonur, bầu không khí không giống một buổi phóng tên lửa thông thường. Nó giống cảm giác với một ván bài sinh tử hơn. Trên giấy tờ mọi thông số đều ổn, nhưng trong đầu những người làm khoa học lúc đó, chữ ổn đi kèm với một câu hỏi rất lớn. Vấn đề nằm ở chỗ, chưa từng có con người nào ở môi trường không trọng lực quá vài phút, chứ đừng nói là bay lượn một vòng quanh trái đất. Những chuyến bay trước đó chỉ có động vật, chó, chuột, khỉ, chúng sống sót, đúng, nhưng con người thì khác. Não người phức tạp hơn, tâm lý con người mong manh hơn, phản xạ con người cũng khác. Không ai dám khẳng định rằng khi trọng lực biến mất, cơ thể con người sẽ phản ứng ra sao. Có những giả thuyết nghe rất lạnh sống lưng. Một số nhà khoa học lo rằng máu sẽ dồn lên não, gây choáng hoặc bất tỉnh. Người khác sợ tim không quen với việc bơm máu trong môi trường không trọng lực, dẫn đến loạn nhịp. Thậm chí có giả thuyết cho rằng con người sẽ mất khả năng nuốt vì phản xạ nuốt vốn qua hoạt động dưới tác dụng của trọng lực. Chỉ cần không nuốt được nước bọt hay là một thứ gì đó, vài chục phút cũng đủ gây nguy hiểm. Nhưng nỗi sợ lớn nhất không nằm ở sinh lý mà ở tâm lý. Không ai biết khi bị nhốt một mình ở một khoang kim loại nhỏ xíu, xung quanh là không gian đen ngòm, phía dưới là trái đất đang xoay tròn, con người sẽ giữ được bình tĩnh bao lâu. Hoảng loạn không cần lý do, chỉ cần một khoảnh khắc tâm lý sập nguồn, người trong tàu có thể hoàn toàn không kiểm soát được ngoài vũ trụ, thì đó là một sao tác sai cũng dẫn đến dấu chấm hết. Chính vì sợ điều đó, các kỹ sư Liên Xô mới quyết định một lựa chọn rất bản năng, không để con người điều khiển chuyến bay. Con tàu được lập trình tự động gần như hoàn toàn. Nếu Gagarin hoảng loạn, ông cũng không thể tùy tiện bấm nút lung tung. Quyền điều khiển chỉ được mở trong tình huống khẩn cấp và mã mở khóa được đặt trong phong bì niêm phong sẵn. Nghĩa là bản thân các nhà khoa học cũng chưa hoàn toàn tin vào sự tỉnh táo của con người ngoài không gian. Gagarin bước lên tàu với tư cách của một thử nghiệm sống. Không phải là một anh hùng, không phải là câu chuyện chắc thắng, mà là người được chọn để trả lời câu hỏi rất tàn nhẫn. Liệu con người có chịu nổi vũ trụ hay không? Nếu thất bại, cái giá không chỉ là một mạng người, mà là cả uy tín khoa học và chính trị của Liên Xô trước toàn thế giới. Điều đáng nói là không có phương án B hoàn hảo. Nếu hệ thống trục trặc nghiêm trọng trên quỹ đạo, gần như không còn cách cứu. Công nghệ lúc đó chưa cho phép tàu khác lên ứng cứu, cũng không có quay đầu như giống ở trong các bộ phim. Một khi đã phóng là phải chấp nhận đi hết đường. Bởi vậy nên, gọi chuyến bay này là du lịch vũ trụ thì sai hoàn toàn.
Nó là một canh bạc nơi con người đặt cược bằng chính sinh mạng của mình để đổi lấy một bước tiến của cả loài người. Gagarin hiểu điều đó. Những người phóng ông lên trời cũng hiểu điều đó. Và chính vì hiểu rất rõ, khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng mới căng thẳng đến mức nghẹt thở. Khi tên lửa chuẩn bị rời bệ phóng, không có bài diễn văn hùng hồn, không có khẩu hiệu khoa trương, Gagarin chỉ nói đúng một câu dịch ra tiếng Việt: "Ta đi thôi." Câu nói rất đời, rất người và không màu mè. Và rồi khi tên lửa rời mặt đất, lực gia tốc ép chặt cơ thể ông xuống ghế. Chỉ vài phút sau, con tàu thoát khỏi khí quyển. Trong khoảnh khắc ấy, con người lần đầu tiên không còn đứng trên trái đất nữa. Nhiều người nghĩ vũ trụ sẽ dữ dội, hỗn loạn và ầm ầm. Nhưng thực tế lại ngược lại, khi bay vào quỹ đạo mọi thứ trở nên rất yên tĩnh. Gagarin nhìn qua cửa sổ và thấy trái đất tròn, xanh, mong manh đến lạ, không có biên giới, không có đường ranh, chỉ có một khối cầu nhỏ lơ lửng giữa không gian đen thẳm. Sau này ông nói rằng, nhìn từ trên đó, trái đất đẹp đến mức khiến con người phải suy nghĩ lại về việc mình đang sống như thế nào. Toàn bộ chuyến bay kéo dài 108 phút. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, loài người đã bước sang một ngưỡng không thể quay lại. Từ sinh vật chỉ sống trên mặt đất, con người chính thức trở thành loài có khả năng rời hoàn toàn khỏi hành tinh của mình. Mọi chuyến bay sau này, dù dài hơn, xa hơn, hoành tráng hơn, đều là bước tiếp theo của khoảnh khắc ấy. Sau khi trở về, Gagarin trở thành một biểu tượng toàn cầu. Nhưng chính vì thế ông không bao giờ được bay vào vũ trụ lần nữa. Liên Xô không dám mạo hiểm mạng sống của biểu tượng lớn nhất mình có. Sự ra đi của Gagarin bất ngờ đến vào năm 1968. Trong một hoàn cảnh nếu kể ra, nhiều người sẽ thấy hụt hẫng. Không phải trên quỹ đạo, không phải trong một sứ mệnh vũ trụ giang dở, mà trong một chuyến bay huấn luyện rất bình thường, giống hàng nghìn chuyến bay huấn luyện khác của không quân. Sáng hôm đó, Gagarin cùng huấn luyện viên lái một chiếc tiêm kích MiG. Thời tiết không xấu, nhiệm vụ không phức tạp, không có dấu hiệu cho thấy đây là một chuyến bay định mệnh. Nhưng chỉ ít phút sau khi cất cánh, máy bay rơi, cả hai phi công thiệt mạng tại chỗ, không kịp gửi tín hiệu cầu cứu, không có khoảnh khắc anh hùng và không có lời trăn trối. Tin tức lan ra khiến cả Liên Xô sững sờ. Người đàn ông từng bay vòng quanh trái đất, từng nhìn thấy hành tinh này từ bên ngoài, lại kết thúc cuộc đời ngay trên bầu trời quen thuộc của trái đất. Nghe rất nghịch lý nhưng cũng rất thật. Điều khiến nhiều người ra sức là, sau chuyến bay lịch sử năm 1961, Gagarin gần như bị đặt lên kệ. Ông trở thành biểu tượng quốc gia, thành gương mặt tuyên truyền, thành người phải đi dự lễ, phát biểu, gặp nguyên thủ. Liên Xô không dám để ông bay vào vũ trụ lần nữa, họ sợ mất biểu tượng. Nhưng Gagarin thì khác, ông vẫn muốn bay, bay không phải để nổi tiếng, mà bay bởi vì ông yêu cảm giác ấy. Tai nạn năm 1968, vì thế mang một cảm giác rất đời. Nó không giống một cái chết xứng tầm huyền thoại theo kiểu điện ảnh. Nó giống cách mà rất nhiều phi công đã ra đi. Lặng lẽ, nhanh không báo trước. Một người từng chạm tới rìa không gian, cuối cùng lại rơi xuống mặt đất như bao con người khác. Sau này có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân tai nạn, thời tiết, lỗi kỹ thuật, một máy bay khác bay quá gần. Cho đến nay vẫn không có câu trả lời tuyệt đối khiến tất cả đều thỏa mãn. Nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng bằng một sự thật giản dị. Gagarin không chết như một vị thần, ông chết như một con người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.